Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến rất gần. Mọi người, ai ai cũng gấp rút hoàn thành các công việc để có thể tận hưởng những giây phút ấm áp bên gia đình trong thời khắc đặc biệt và cũng như tự thưởng cho mình chuyến hành trình du xuân ý nghĩa. Trước khi khám phá những địa điểm du lịch của Đà Lạt mà chương trình giới thiệu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hãy Yến đến với một số thông tin du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo cụ thể việc kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Ban quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm tổ chức kiểm điểm các tổ chức cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý địa bàn, để xảy ra liên tiếp nhiều vụ việc sai phạm về trật tự xây dựng thuộc phạm vi khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm trong thời gian qua. Qua đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát và yêu cầu các tổ chức cá nhân có liên quan khẩn trương khắc phục tồn tại sai phạm do vi phạm trật tự xây dựng tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Trường hợp các doanh nghiệp không tự giác chấp hành thì thực hiện đầy đủ quy trình cưỡng chế theo quy định. Riêng trường hợp đối với dự án khu du lịch Lan Anh Đà Lạt của công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát việc khắc phục các sai phạm về quy hoạch xây dựng. Theo thông tin từ đại diện cảng hàng không Liên Khương, chuyến bay thẳng thường xuyên Đà Lạt Bangkok và chiều ngược lại đang đạt mức hệ số sử dụng ghế tốt. Theo đó, các chuyến bay giữa hai đầu đạt mức hệ số sử dụng ghế sấp xỉ là 75%, là mức khá tốt với một hãng hàng không. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cảng hàng không Liên Khương và hãng hàng không Vietjet Air vẫn tiếp tục tích cực quảng bá, thu hút thêm nhiều du khách chọn tuyến Đà Lạt Bangkok, đồng thời tìm kiếm các nguồn hàng xuất khẩu, nhập khẩu từ Lâm Đồng sang Thái Lan và ngược lại theo đường hàng không. Được biết, chuyến bay Đà Lạt Bangkok hiện đang là đường bay quốc tế thường xuyên duy nhất từ cảng hàng không Liên Khương với tần suất khai thác một tuần 4 chuyến. Nhằm chuẩn bị cho việc phục vụ lượng du khách đông đảo đến với Đà Lạt vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã tiến hành lắp đặt thêm 160 thùng rác công cộng trên các tuyến phố và tại các công viên trên địa bàn. Được biết, tổng kinh phí lắp đặt khoảng 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang phối hợp với chính quyền và các đoàn thể phường xã trong thành phố, vận động người dân bỏ rác đúng giờ vào ban đêm, thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt, đồng thời vận động người dân và du khách bỏ rác vào thùng rác công cộng được lắp sẵn ở ven đường để giữ gìn đường phố Đà Lạt sạch đẹp nhất trong dịp Tết đến xuân về. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã đi qua, nhưng những ký ức và dấu tích để lại từ cuộc chiến tranh tàn khốc và gian khổ của dân tộc thì vẫn còn mãi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Và trong chương trình hôm nay, Hải Yến sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một điểm đến được xem là bằng chứng thép, tố cáo sự dã man của đế quốc và thể hiện lòng dũng cảm kiên cường bất khuất của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại phố núi Cao Nguyên. Đó chính là di tích lịch sử quốc gia, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Nằm trên đường Hồ Xuân Hương thuộc phường 9 thành phố Đà Lạt, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là một di tích lịch sử đặc biệt của giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Nhà lao này có tên gọi chính thức là Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt, được chính quyền Sài Gòn thành lập vào năm 1971 và chỉ tồn tại trong vòng 2 năm 3 tháng, với mục đích nhằm cách ly, đàn áp các thiếu niên nhi đồng có cảm tình với cách mạng và công cuộc giải phóng miền Nam. Đây là nhà tù duy nhất ở Việt Nam đã giam cầm hơn 600 tù nhân thiếu nhi từ 12 đến 17 tuổi mà giặc đã bắt và gom về từ các nhà lao trên cả nước như Chí Hòa, Côn Đảo, Phú Quốc, Kho Đạn Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi. Với diện tích hơn 8.000 m², được xây dựng khép kín với 8 phòng hình chữ nhật rất chật hẹp, dùng làm phòng giam tập thể. Ngoài ra còn có 12 phòng biệt giam, các phòng thẩm vấn, tra tấn, xạ liêm. Đặc biệt, có một hầm đá xây khuất sau hành lang xạ liêm, không có mái che,
mà chỉ có lưới kẽm gai, chăn dày bên trên để được thực hiện hình phạt phơi sương, phơi nắng tù nhân. Năm 2009, nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, làm phong phú thêm các điểm đến tham quan, nghiên cứu của du khách khi đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt đã phục dựng nguyên trạng, tái hiện lại toàn bộ hệ thống phòng giam, xà lim, bốt canh, phục dựng cột cờ, hàng rào kẽm gai, mô hình sự kiện đấu tranh tiêu biểu và các đòn tra tấn mà địch dành cho các cựu tù. Di tích quốc gia nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt hiện nay là một địa chỉ đỏ rất có ý nghĩa tại thành phố Đà Lạt. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng để quảng bá thêm hay các cái hoạt động của di tích, đặc biệt là giới thiệu về các cái sự kiện hay các cái nhân vật, các cái cựu tù đã từng có những cái đóng góp tích cực cho cái phong trào đấu tranh để góp phần vào cái thống nhất đất nước. Dù miễn phí vé vào cổng tham quan tự do, nhưng là điểm tham quan mới mở cửa nên du khách ít biết đến nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt. Tính đến nay, nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt đã tiếp đón được gần 10.000 lượt khách đến tham quan. Nhưng đa số khách đến đây tham quan là thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên về nguồn, tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng. Con thấy những chiến sĩ nhỏ tuổi đã hy sinh vì đất nước và đã dám mổ bụng mình và dám tiêu diệt những tên ác ôn. Con thấy rất là xúc động. Chúng tôi hướng tới cho các em là ngoài cái việc mà học tập tại trường thì các em có được tham quan những cái danh lam thắng cảnh của thành phố Đà Lạt của chúng ta, rồi thăm nhà Lao Thiếu Nhi. Tại đây thì các em học sinh đã được tham quan những cái hình ảnh rất là xúc động. Có thể nói là chúng tôi đã cảm thấy mình đã làm được một việc rất tốt. Tâm lý của các em là rất xúc động, rất tự hào. Với những cứ liệu lịch sử, các giá trị nhân văn của di tích, nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt trở thành một địa chỉ đỏ trong giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, và là một điểm đến đầy ấp tính hiện thực của lịch sử để du khách hướng về trong hành trình du lịch Đà Lạt. Di tích lịch sử văn hóa gắn liền với yếu tố nhân văn, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ đang là một trong những bước đi được nhiều địa phương đặc biệt quan tâm. Và hy vọng rằng điểm đến mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm sự lựa chọn khi đến với Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa với những di tích lịch sử đáng tự hào. Quý khán giả thân mến, với những địa điểm thú vị, những địa chỉ check-in đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ khi đến với Đà Lạt, thì việc lựa chọn và sắp xếp một tuyến đường tham quan phù hợp luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Và ngày hôm nay thì Thùy Linh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một tuyến đường trải nghiệm du lịch vô cùng mới lạ với nhiều địa điểm hấp dẫn. Đó là gì? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá nhé! Và địa điểm đầu tiên mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu trong tuyến du lịch của chúng ta đó chính là cây cầu vô cực của nông trại vui vẻ Sunny Farm. Gần đây, các bạn trẻ truyền tay nhau về một bí kíp để có được những bức hình nghìn like. Bạn hãy tìm đến cây cầu vô cực, hay còn gọi với cái tên là nước thang lên thiên đường, tọa lạc tại Sunny Farm, dốc số 7, phường 11, Đà Lạt. Tại đây còn có nhiều homestay và quán cà phê nhỏ xinh, mà chỉ cần đi một bước là có cả chục bức ảnh lung linh, mang vẻ đẹp lãng mạn, thanh bình như một vùng quê. Từ dưới nhìn lên, có thể thấy bầu trời Đà Lạt trong xanh, với những làn sương mù lãng đãng trùng màu trắng với mây. Nhìn xuống, bạn có thể thấy một góc của thành phố thơ mộng. Nơi đây hiện đang thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, cũng như các cặp đôi đến để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của mình. Tôi rất thích thú khi đến đây, đặc biệt là việc có thể ngắm nhìn những khu nhà kính trồng hoa và những nhà vườn xung quanh. Tôi thấy nó rất gần gũi với thiên nhiên. Nằm trên cung đường du lịch Đà Lạt trải mát, điểm dừng chân tiếp theo sẽ đưa các bạn đến với nông trại thiên nhiên với những sản vật đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Đó là điểm dừng chân Đà Lạt thiên nhiên, Đà Lạt Nature.
tại 125 quốc lộ 20, phường 11. Khi đến với điểm dừng chân này, du khách được trải nghiệm tham quan miễn phí vườn dâu New Zealand được trồng theo công nghệ nhỏ giọt. Vườn rau thủy canh xanh nước, vườn cà chua, vườn dưa pepino thơm lừng và sử dụng trái tiso cùng các loại đặc sản của Đà Lạt. Ngoài ra, du khách còn có thể mua những món đặc sản và nông sản Đà Lạt an toàn, chất lượng với giá cả phù hợp nhất. Đến Đà Lạt thì thu hút em là các cái vườn rau hoa quả ấy, thì đến đây thì em được tham quan này, ở ngoài Bắc không có đâu. Ngoài Bắc thì em nó trồng trực tiếp dưới đất, không trồng ở trên này. Và trên này thì nghe nói là Đà Lạt đều là rau và hoa quả sạch luôn. Thì bọn em cảm thấy rất là thú vị. Và đến đây thì cũng là một trải nghiệm mới của bọn em. Mới như vậy lắm thì cái vườn rau nó sẽ sạch hơn so với những cái vườn rau cũ. Và điểm cuối cùng của hành trình khám phá một số điểm du lịch trên cung đường Đà Lạt trải mát, đó chính là chùa Linh Phước. Cách chợ trải mát Đà Lạt không xa, chùa Linh Phước là một trong những nơi nổi tiếng của trải mát với hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi ngày. Với kiểu kiến trúc cổ kính độc đáo được xây dựng bằng mảnh chai, thế nên chùa Linh Phước còn được nhắc đến với tên gọi là chùa Ve Chai. Sự kết hợp hài hòa giữa chùa và tháp của lối kiến trúc phương Đông, chùa Linh Phước không những là chốn thiền môn tâm linh mà nó còn được gắn với tên gọi ngôi chùa giữ 11 kỷ lục của Việt Nam. Kết thúc chuyến hành trình Đà Lạt trải mát, du khách có thể tự thưởng cho mình chút lắng lòng, ngắm nhìn khoảng thời gian giao thoa giữa ngày và đêm, khi mà những ánh đèn vàng tỏa ra từ các dãy nhà lồng san sát nhau dưới thung lũng trải mát, tạo nên vẻ đẹp rất riêng mà ắt hẳn chúng ta không khỏi trầm trồ. Đà Lạt ban ngày với những sắc hoa rực rỡ và những điểm đến thú vị, thì ban đêm thành phố sương mù lại trở nên lung linh huyền ảo, và những ánh đèn từ các khu nhà lồng nhà kính ngay sau lưng Thùy Linh đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho một vẻ đẹp thơ mộng của Đà Lạt, vẻ đẹp được kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Quý vị và các bạn thân mến, chuyến hành trình khám phá cung đường du lịch Đà Lạt trải mát vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Xin hẹn lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến tiếp tục cập nhật những thông tin về những địa chỉ du lịch hấp dẫn trên mảnh đất Nam Tây Nguyên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!